Rồi clip này mình chỉ các bạn ráp lại bộ phận bên mâm lửa sinh đề rồi các bạn. Ráp lại toàn bộ đây hết. Đầu tiên các bạn vô sinh vô phốt thay phốt đây cho hết vào mình muốn pha thay phốt đây là hai xu đây thay gì thay hay. Rồi vô sinh đề các bạn vô nè. Cái mặt này nằm ở trong các bạn phốt nè. Còn cái mặt này nằm ở ngoài có cái phốt nhỏ nè, thay phốt phốt nhỏ nằm ở ngoài các bạn. Đó. Thay phốt nhỏ luôn các bạn. Mình vô vậy các bạn, vô đều hết, vô cái dĩa đề trước. Rồi. Nè, cái nhông đề nữa các bạn, đó, vô theo chiều này nè, đó, cái mặt ngắn nằm ngoài luôn các bạn, nè, mặt dài mặt ngắn nữa thấy không, mặt ngắn mình cho xây ra ngoài. Đó, mình để vậy nè. Mình đúc vô chung nó luôn, thấy không? Ở trên dưới và ở dưới. Nhớ là em sát vô cái phốt các bạn, em sát vô đây nè. Rồi, cái khoe cài. Lấy cái kìm khoe nè. Khoe cài móng ngựa nãy mình nói đó. Vô khóa lại. Đó, khóa chặt là đó các bạn. Rồi, móng bờ ghét. Móng bờ ghét nè các bạn thấy không? Đó. Đây nè, để rảnh này đóng vô cho nó ngay nha các bạn, ngay cho nó bằng phẳng luôn. Đó, để lát mình đút qua răng vô cho nó dễ các bạn. Đó. Cho nó đều nó bằng luôn rồi. Đó. Rồi cái bát gài dây sen đề các bạn nằm đây à, cục vuông này là đá trắng đây là nó à. Nó vậy đâu à. Lấy chặn là đó. Nãy mình quên nói bạn có mấy cái nguyên nhân chảy phốt á là do cái nắp tròn ở dưới đây nè, lúc bạn tháo hàng ốc mà thay trên cam á, thay có cái sim bự nguyên nhân tròn này thay sẽ két keo lại các bạn đó, xong đóng nắp lại trong hai cái phốt này các bạn, phốt nhông phốt dơn như là phốt phốt nhông đệ trong nãy là nó hay chảy nhớt bên đây các bạn. Nhớ cái bát này nó nằm bên cái cục vuông vuông các bạn, để cái cục vuông nó chặn cái này nó không quay theo cái dĩa đề này các bạn. Đó. Rồi ok. Bạn thấy không? Bây giờ mình gắn cái hoa lăng vô các bạn. Hoa lăng nào bạn thấy cái móng bờ ghế đây đúng không? Ở đây nó có cái rãnh nè. Đó. Nè cái rãnh trong đây nè đó thấy không, cái rãnh đó đó bạn phải gắn trùng với cái đó đó nó mới canh cam đúng các bạn, canh vô nè, canh mắt thường vô đó, vô các bạn đó, lông đàn nữa các bạn vô. Con tán vô khóa 14 này nè, vô. Rồi, ok, siết lại. Quay lại cái. Siết lại mà anh cũng chặn cái này lại cái. Quay thì nó sẽ quay theo. Đó, mình chặn là luôn đó các bạn.
chặn lại nè. Đó. Chặn lại để cho giữ nó, giữ cái cửa lại để mình quay nó không quay theo à. Đó. Nhớ siết siết chặt luôn các bạn. Cái này là mình chỉ bạn là cách cách làm bằng tay các bạn, không có dùng máy móc nữa các bạn. Đó. Đó. Siết chặt để giữ qua lăng lại các bạn. Đó. Rồi ok. Vấn đề cuối cùng là mình ụp cái mâm lửa lại. Đó, mâm lửa lại. Chùi hết bụi mấy đây nha các bạn. Nó kiểm tra là lần cuối dây điện rồi coi có trúng rồi nó sát đây không. Cái bát này nè, mình gắn lại coi cái dây điện nó đừng có ra để mất công cái này nó quay nó trúng vô mấy cái dây điện các bạn. Cái điện nằm đây nè. Đó. Ráp vô. Đây nó có cái acro nè các bạn, một cái nè. Ở dưới cũng có cái acro nè các bạn. Dưới đây cũng acro mà mất rồi các bạn, mình mất rồi. Đây hai cái để cho nó giữ lại nó không có gịch gịch bậy gịch bạ cái lốc mình đó các bạn. Đó. Rồi xong. Vấn đề cuối cùng là mình siết ốc lại thôi các bạn. Nó siết ốc lại thôi. Nè, nói với lửa rồi bạn xí ốc á, mình thì ai cũng biết rồi, mình chỉ bạn này nè. Đó, mấy cọng dây nè. Bạn thấy không? Dây đen đỏ nè là dây lửa, còn hai dây vàng với trắng là dây của cuộn đèn, dây xanh là dây kích. Bạn phải nói đúng màu với nhau nha các bạn. Nó mấy mò nổ máy nữa các bạn. Đó. Nói vô xong muốn mà kêu đèn lại các bạn. Đó, nói bình thường thôi. Nói bình thường thôi các bạn. Đó. Lưu ý là xe là cái màu dây điện là màu này của Honda các bạn. Còn cái dòng Suzuki Yamaha là khác nha các bạn. Các bạn phải lên Google bạn tra là dây mỗi hãng nó, mỗi loại dây nó màu nó khác nhau các bạn. Đó. Lửa hay không là do cái hàng dây đen đỏ này các bạn. Để clip sau mình chỉ cho bạn thử lửa để coi cái cuộn lửa nó có chết hay không nữa. Nó quấn lại hết. Rồi siết lại rồi chân dưới nè. Siết lại cần số nè. Rồi chân đó đầu. Rồi. Đạp lên thôi các bạn. Rồi xong. Đó mình chỉ cũng đơn giản thôi các bạn. Đây mình chỉnh ráp lại các bạn. Nhớ lay kênh mình vô, kênh mình có danh sách phát là toàn bộ video sửa xe là mình lọc vô một danh sách nữa các bạn. Các bạn vô tìm hiểu là danh sách phát hay giống á. Tất cả video sửa xe mình bỏ gom trong giống. Còn mấy video lẻ tẻ ngoài là toàn là video đua xe cuối tuần lễ thôi các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh mình ủng hộ mình nha các bạn.